Nằm trong các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thống Nhất lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thống Nhất vừa đến thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hảo, 104 tuổi ở xã Hưng Lộc và mẹ Trần Thị Ngọc Anh, 97 tuổi ở thị trấn Dầu Dây. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phạm Đình Bang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần các mẹ Việt Nam anh hùng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Đoàn đã trao tặng mỗi mẹ một phần quà trị giá 1,2 triệu đồng. Được biết, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thống Nhất lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 6 tới.